Mệnh số phú quý, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, nữ mạng, thần tài báo mộng, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý tín chủ tuổi Nhâm Dần trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Dần bản tính đáng khen, kiêu hãnh tự tin, trí lực bền, quyết đoán vô tài khi lãnh đạo, cứng đầu bướng bỉnh lúc nhân viên, hào phóng thẳng ngay giàu cảm xúc, ôm đồm xông xáo vẫn vung tay. Tự do hào phóng mà ngoan cố, kiêu ngạo nên yêu chẳng tỏ bày, tuổi Dần năm nay quá tuyệt vời, tiền vô dễ dãi cứ như chơi, công danh tiền bạc mênh mông đến, tuổi vàng hốt bạc hái lộc trời. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý vị thân mến, năm mới đến, ai cũng hy vọng gặp nhiều may mắn, mọi chuyện thuận lợi, như ý. Đặc biệt trước khi bước vào năm Giáp Thìn 2024, mọi người đều nỗ lực không ngừng để tìm kiếm những cơ hội xây dựng cuộc sống giàu sang, viên mãn nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỉ được chia sẻ đến quý vị và các bạn về vận mệnh người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, nữ mệnh, vận trình đầy đủ năm 2024, sự nghiệp, công danh, tiền bạc, tình duyên và sức khỏe, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho người tuổi Nhâm Dần, nữ mệnh, để tiền vô như nước, tình cảm nở hoa, sức khỏe như thần, giàu nứt vách. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé. Tuổi Nhâm Dần hay còn được gọi là Quá Lâm Chi Hổ, Hổ Qua Rừng. Năm sinh dương lịch từ mùng 5 tháng 2 năm 1962 đến 24 tháng 1 năm 1963. Mạng: Kim Bạch Kim, Vàng Trắng, Khắc Lư Trung Hỏa, con nhà Bạch Đế Phú Quý, xương con cọp, tướng tinh con ngựa, ông tử vi độ mạng. Thiên can: Nhâm, tương hợp, Đinh, tương hình, Bính, Mậu. Địa chi: Dần, tam hợp, Dần ngọ tuất, tứ hành xung, Dần thân tỵ hợi. Mệnh kim: Kim Bạch Kim, Vàng Pha Bạc, tương sinh, thủy, thổ, tương khắc, mộc, hỏa. Nữ mạng tuổi Nhâm Dần có cuộc đời thời kỳ tiền vận gặp rất nhiều khó khăn, đến thời kỳ trung vận thì sẽ có nhiều thay đổi về chuyện tình duyên và hạnh phúc cả đời, thời kỳ hậu vận mới tạo được cơ hội thuận tiện cho cuộc sống, lẫn sự nghiệp. Nhìn chung, những người mạng tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, cầm tinh con hổ nên họ thường đam mê quyền lực giống như hổ, là chúa tể rừng xanh vậy, luôn có tham vọng rất lớn. Đối với họ, một khi đã xác định được mục tiêu của mình thì họ sẽ quyết tâm và không ngừng nỗ lực để chắc chắn rằng họ sẽ là người cực kỳ thành công trong xã hội này. Những người mạng tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, thường yêu thích sự tĩnh lặng, họ yêu quý cuộc sống gia đình đầm ấm và yên vui, họ là hình tượng mẫu mực của gia đình. Cho dù đi bất cứ đâu hay làm bất kỳ việc gì, trong tâm trí họ luôn hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ những người mình yêu thương và làm cho họ được hạnh phúc. Những người mạng tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, là kiểu người minh bạch, hiểu rõ những việc gì mình cần làm, tinh thần nghiêm túc trong công việc, làm ra làm, chơi ra chơi. Đối với họ, sẽ luôn cố gắng hoàn thành công việc tại cơ quan và không mang việc về nhà để làm, vì khi về đến nhà, họ chỉ muốn dành toàn bộ thời gian đó cho những người thân yêu của mình. Những người mạng tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, luôn dịu dàng, biết cảm thông và chia sẻ đối với một nửa của đời mình. Tuy nhiên, đôi lúc họ thường trầm lặng và không biết phải nói gì, khiến cho người kia không cảm nhận được tình cảm và chân tình của mình. Bất kỳ mệnh tuổi nào cũng không thể thật sự hoàn hảo, nếu có điểm tốt thì sẽ có điểm yếu song hành, chủ yếu là ít hay nhiều mà thôi. Đối với những người mạng tuổi Nhâm Dần cũng vậy, ngoài những đặc điểm trên, họ còn có điểm yếu chính là sự cố chấp, không bao giờ chịu nghe lời hay sự góp ý kiến của bất kỳ ai. Xét về thực tế, tuy nói tính cách khá bốc đồng, nhưng họ cũng muốn có một người bên cạnh để chỉ ra những điều sai, điều đúng và đưa ra cho họ những lời khuyên chân thành nhất. Theo tử vi, vận mệnh của người mạng tuổi Nhâm Dần được phát triển rực rỡ về mặt sự nghiệp, tài lộc cũng được sung túc hơn để có được sự nghiệp vững vàng. Thì việc cực khổ trong công việc là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, bạn cần phải luôn ghi nhớ phải thật bình tâm, không nên lỗ mãng hành sự để giảm bớt được sự thất thoát không đáng có. Sau đây là chi tiết tử vi năm 2024 của nữ mạng tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, theo can chi ngũ hành, cung phi, sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên và tuổi âm. Những người tuổi Nhâm Dần 1962 khi bước sang năm 2024 được coi là một năm khởi sắc của những người này trên nhiều phương diện khác nhau của cuộc sống.
Vận trình trong năm 2024 Giáp Thìn cũng tương đối ổn định. Năm này được coi là một năm bình hòa, ít muộn phiền. Mọi việc mưu sự ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, tiền bạc sinh sôi nảy nở đều đặn. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì vẫn có thể kiếm được rất nhiều tài lộc. Năm 2024, những người tuổi Nhâm Dần nữ mạng được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh. Đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc. Đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ nếu được trao nhiệm vụ. Thêm nữa, các mối quan hệ của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2024 này, bên cạnh luôn có những quý nhân nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu, khi cần, đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. 1. Tử vi tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, nữ mạng, theo can chi, ngũ hành. Về thiên can. Thiên can của tuổi này là Nhâm, ngũ hành thủy, gặp năm thiên can Giáp, ngũ hành mộc, là mối quan hệ bình hòa. Tử vi 2024 tuổi Nhâm Dần nữ dự đoán, công việc làm ăn của chủ mệnh có liên kết nhưng lại gặp phải trở ngại và không thuận lợi như mong muốn. Mọi sự đầu tư kinh doanh năm 2024 Giáp Thìn có thể không có lợi cho chủ mệnh, cho nên cần tính toán cẩn trọng. Sức khỏe chủ mệnh bất lợi, tình cảm của anh em cũng không được hòa thuận. Về địa chi. Địa chi Dần của tuổi hành mộc gặp địa chi Thìn của năm Giáp Thìn, hành thổ, là mối quan hệ chủ về bình hòa. Do đó, khi xét tử vi tuổi Nhâm Dần 1962, nữ mạng, năm 2024 thấy trong năm công việc ít có sự thay đổi cũng như không đưa tới những điều may mắn. Bên cạnh đó, với việc xung khắc về ngũ hành địa chi giữa tuổi và năm, cho nên trong năm Giáp Thìn, người tuổi Dần khó có những thay đổi trong công việc. Đối với những thay đổi đều chủ về đưa tới bất lợi và kỳ vọng thường khó đạt được. Về ngũ hành. Tử vi nữ 1962 năm 2024 cho biết, người có ngũ hành bản mệnh là Kim, gặp năm Giáp Thìn có ngũ hành thuộc hỏa, là quan hệ chủ về khắc nhập, xấu. Đây là năm người tuổi này cần cẩn thận các vấn đề liên quan tới sức khỏe, có thể dễ ốm đau hoặc bị bệnh tật trong năm. Kinh doanh làm ăn chú ý về việc mở mang khó thuận lợi như ý muốn. Bên cạnh đó, tình cảm của anh em trong nhà không thuận hòa, nhiều mâu thuẫn và lục đục, nhất là vào thời điểm tháng 8 âm lịch, bất lợi đưa tới cho phương diện tiền bạc và tình cảm. Về cung phi. Tử vi tuổi Nhâm Dần nữ mạng năm 2024 cho biết, cung phi tốn, ngũ hành thuộc mộc của người tuổi này, gặp cung phi chấn, ngũ hành thuộc mộc của năm 2024 là khí diên niên. Ý nghĩa năm Giáp Thìn đối với người này, chủ về thuận lợi sự nghiệp, củng cố gia đạo. Nếu thực hiện thay đổi công việc trong năm 2024, người cung phi tốn, được người thân cũng như bạn bè giúp đỡ, cho nên làm ăn chủ về hanh thông. Ngoài ra, ngũ hành cung phi của năm và tuổi này là tương trợ, vì thế nếu chủ mệnh xuất hành đi xa, có thể đón được lợi lộc cùng niềm vui. 2. Xem tử vi 2024, Nhâm Dần nữ mạng, theo sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Dần 1962, nữ mạng, gặp năm Giáp Thìn 2024 là sao Thủy Diệu. Sao Thủy Diệu hay còn gọi là Thủy Tinh là một phước lộc tinh, nếu chiếu mệnh thì đó là điều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Sao Thủy Diệu, Thủy Tinh, phước lộc tinh tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8, chủ về tài lộc hỉ, không nên đi sông biển, đi xa tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời nói, nhất là nữ giới. Nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Người mệnh kim gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp, mệnh mộc cũng rất tốt, nhất là nữ giới, nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Người mệnh hỏa, khi gặp tròn sao Thủy Diệu chiếu mệnh, có đôi chút trở ngại, nhưng đó không phải là điều đáng lo, vì vốn dĩ Thủy Diệu là một phước lộc tinh rồi. Tóm lại, tính chất của tròn sao Thủy Diệu có hai mặt, trong đó vừa mang đến tài lộc, vừa có thể mang lại nhiều điều không may cho một số người. Do đó, với người không may mắn thì nên làm lễ cúng giải hạn sao Thủy Diệu, còn người khác không cần thiết phải cúng giải hạn sao, nhưng vẫn nên cúng nghênh sao để rước thêm phúc phần trong năm nhé. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thủy Diệu như sau. Thủy Diệu thuộc về thủy tinh, trong năm nhịn nhục nhớ kiềm hiểm nguy, đạo tặc phản phúc có khi, huyền vũ chiếu mệnh lâm vào tà gian, nam nữ vận mệnh bất an, tháng 4 tháng 8 bi lụy trần ai, văn thơ khẩu thiệt có hoài. Hành lo bày kế đa mưu với người, tang khóc chẳng khỏi sầu ưu, mất đồ hao của lao đao giữ gìn, gặp người quen lạ chớ tin, bạc tiền mượn hỏi chớ lầm mà nguy. 3.
Xem tử vi 2024 tuổi Nhâm Dần, nữ mạng, theo vận hạn. Hạn của tuổi Nhâm Dần 1962 nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024 là hạn toán tận. Nhắc đến đại hạn này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Tức là khi gặp hạn toán tận, gia chủ sẽ mất tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Sự mất mát này xảy ra trong hai trường hợp, một là đánh cắp, hai là hùn hạp làm ăn thua lỗ. Nói cách khác là khi di chuyển bên ngoài, dễ gặp phải kẻ cướp, nhẹ thì mất hết tài sản, tiền bạc, nặng thì đe dọa đến tính mạng, cái chết. Sau đó, khi hùn hạp làm ăn chung với người khác, tai nạn bất ngờ ập đến, khiến công việc làm ăn thất bại, tài chính kinh tế đầu tư thua lỗ trắng tay, đặc biệt là hạn nam mạng, nặng hơn nữ mạng. Dưới đây là các hạn khi gặp phải hạn toán tận. Khi gia chủ di chuyển trên đường, dễ xảy ra tình trạng cướp giật tài sản, nhẹ thì mất mát tiền của, tài sản, nặng thì nguy hiểm đe dọa đến tính mạng cái chết. Khi hùn hạp làm ăn hoặc khai thác lâm sản, gặp phải tai nạn bất ngờ, khiến công việc làm ăn trở nên khó khăn, tiền của đầu tư ban đầu mất trắng, thua lỗ, tán gia bại sản. Hạn toán tận rất kỵ với nam mạng, khi gặp hạn này, đàn ông nên cẩn thận hơn phụ nữ, tai nạn bất ngờ xảy ra một cách bất khả kháng không kịp đề phòng, nếu những người kém phúc đức, vận số xấu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng cái chết. Tai nạn đột ngột này có thể là tai nạn giao thông, tai nạn sông nước hoặc tai nạn lao động, tai biến đột quỵ qua đời. Cách hóa giải hạn toán tận. Hạn toán tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản tiền của vốn có, gia chủ cần thực hiện những việc sau đây. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Không những thế, còn tránh được tình trạng xây sát, nguy hiểm tính mạng khi bị kẻ xấu giật đồ. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp góp vốn với ai, tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Mọi việc trong cuộc sống, như tình cảm gia đình, vợ chồng, các mối quan hệ nên cẩn thận và chú ý hơn, bởi năm gặp đại hạn toán tận, không nhẹ thì nặng, chắc chắn tai nạn bất ngờ sẽ kéo đến. Để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn, không nên sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra. Gia chủ không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm. Sau đó, gia chủ nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. 4. Xem tử vi 2024 Nhâm Dần nữ mạng, theo vận niên. Vận niên tuổi 1962, nữ mạng, năm 2024 là Kê Hồi Viên, tốt. Giải nghĩa, vận niên Kê Hồi Viên, tức là hình ảnh con gà thả vào vườn, năm này công việc làm ăn kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt. Luận theo tử vi 2024 tuổi Nhâm Dần nữ mạng thấy, nếu chủ mệnh xuất hành đi xa cũng được lợi và xin việc cũng đạt những kết quả tốt đẹp, cho vay nợ về tiền bạc khó đòi, nên làm phúc, lưu tâm một số chuyện khẩu thiệt nho nhỏ hoặc mắc mưu của kẻ xấu, mối quan hệ với người khác giới chú ý vì dễ bị lợi dụng. 5. Xem tử vi năm 2024 tuổi Nhâm Dần nữ mạng, theo tuổi âm. Tử vi 2024 tuổi Nhâm Dần 1962, nữ mạng, có hạn tam tai không? Người tuổi Nhâm Dần cần tránh các năm tam tai, thân, dậu, tuất. Năm 2024 Giáp Thìn, theo cách tính thì gia chủ 1962 Nhâm Dần sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tử vi 2024 tuổi Nhâm Dần 1962, nữ mạng, có hạn kim lâu không? Năm 2024 Giáp Thìn, gia chủ 1962 Nhâm Dần là 63 tuổi, tuổi Mụ, theo cách tính này gia chủ sẽ không phạm kim lâu. Tử vi 2024 tuổi Nhâm Dần 1962, nữ mạng, có hạn hoang ốc không? Năm nay bạn phạm tuổi tam địa sát, phạm hoang ốc, tam địa sát, có câu tam sát nhân do giai đắc mệnh, làm nhà tuổi này không tốt, gia chủ sẽ dễ mắc bệnh. Tử vi 2024 tuổi Nhâm Dần 1962, nữ mạng, có hạn thái tuế không? Nhâm Dần 1962 năm Giáp Thìn 2024 sẽ không phạm thái tuế. Tử vi 2024 tuổi Nhâm Dần 1962, nữ mạng, có hạn trạch tuổi không?
Theo hệ thống cửu trạch vận niên, thì gia chủ Nhâm Dần 1962, năm Giáp Thìn 2024 là trạch lộc, là một trong bốn trạch tốt, gồm trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc. Trạch lộc là tốt, bởi vậy gia chủ 1962 nên mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2024 này. Người xưa có câu thơ rằng, làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc đức bảo lộc phú thọ yên, nếu gặp bại hư khóc quỷ tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là, làm nhà phải chú ý trạch từng năm, các trạch tốt là phúc đức, bảo lộc, các trạch xấu là bại hư khóc quỷ tử trừ ra. Tóm lại, năm 2024, gia chủ sinh năm 1962, gặp trạch lộc thì mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Tiếp theo là đánh giá vận trình tử vi nữ mạng, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, năm 2024 trên các phương diện. Về mặt sự nghiệp, Giáp Thìn được nhận định là một năm phát triển hài hòa với người tuổi Nhâm Dần ở phương diện công danh sự nghiệp, tiếp đà từ năm trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt, được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ nếu được trang nhiệm vụ. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa, con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên sẽ có thể đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc, nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn, nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách. Cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2024 này. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu, khi cần đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. Về mặt tài lộc, xem tử vi 2024 thấy rõ, công việc trong năm suôn sẻ, tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi Nhâm Dần chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong năm 2024 này. Với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn của Nhâm Dần. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc, khiến tuổi Nhâm Dần choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đùm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm. Việc hợp với người khác, chưa chắc bạn cũng đã thành công nếu làm theo. Chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Nhâm Dần thu tiền về túi. Song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn, kẻo cơ hội đến nhưng bản thân lại chịu thiệt vì sự nóng vội của mình. Về tình cảm gia đạo, ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành năm, dự báo về một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy với người tuổi Nhâm Dần. Người độc thân được vận khí hậu thuẫn để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình, cơ hội không thiếu, nhưng thành bại lại phụ thuộc vào việc bạn có chịu mở lòng đón nhận hay không. Tất nhiên, bạn vẫn cần thời gian tìm hiểu và xem xét cẩn thận về đối phương, nhưng đừng quá khắt khe, kẻo bỏ lỡ người thật sự quan tâm tới mình. Đặc biệt, trong năm có dịch mã thôi thúc sự dịch chuyển đi lại, rất có thể con giáp này cũng đón nhận những mối duyên bất ngờ trong các chuyến đi đó. Nếu có cơ hội, hãy thử trải nghiệm du lịch một mình hay lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại, thư giãn đầu óc, vì biết đâu, nhân duyên mà bạn vẫn luôn tìm kiếm lại xuất hiện ở những dịp như vậy. Việc có người đồng hành chung bước sẽ khiến bạn thêm hăng hái phát triển bản thân, nên cũng hãy cứ thử cho đôi bên cơ hội xem sao. Với người đã có đôi, năm 2024 sẽ là
giai đoạn để hai bạn củng cố mối quan hệ của mình. Một số bạn có thể đi tới quyết định kết hôn khi thấy tình cảm đã chín muồi. Cũng vẫn có những bất đồng còn tồn tại, nhưng quan trọng là cả hai học được cách bao dung và sẻ chia với nhau để cùng tiến tới một nấc thang mới. Các cặp vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã, nếu có thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề thường nhật, mức độ không quá nghiêm trọng nên mọi thứ trôi qua khá nhanh. Tuy nhiên, do có sao quả tú chủ về những suy nghĩ hỗn loạn, tâm lý phẫn uất chiếu mệnh, nên nếu giữa vợ chồng không có sự nhường nhịn nhau, thì mâu thuẫn dồn nén lâu ngày dễ bị đẩy lên cao trào, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Về mặt sức khỏe, phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Dần trong năm 2024 vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sao Dịch Mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược chạy xuôi, giải quyết công việc, nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Điều quan trọng nhất là bạn cần thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần. Trong năm, hãy dành ra các khoảng nghỉ thích hợp, giúp cơ thể được sạc lại pin bên cạnh bản thân. Con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm, có hung tinh điếu khách chiếu mệnh, chủ về tang sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này. Dưới đây là vận trình tử vi từng tháng âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, nữ mạng. Tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng riêng, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Dần có thể phải đối mặt với những áp lực nhất định, những yêu cầu có phần khắt khe từ cấp trên, khiến bạn tốn thời gian để làm quen và thích nghi, ảnh hưởng tới khả năng thể hiện năng lực của mình. Tài lộc có sự tăng tiến, nhưng chi tiêu cũng tăng lên nếu không căn ke và quản lý tiền bạc hợp lý. Bạn rất dễ gặp áp lực cả về mặt tài chính, tháng này cũng không thích hợp tham gia đầu tư, nhất là về lĩnh vực bất động sản. Tử vi tháng 2 âm lịch. Đây là tháng tuổi Nhâm Dần có thể chịu nhiều áp lực về mặt kinh tế, tài chính eo hẹp, nhắc nhở bản mệnh cần có những tính toán thận trọng, đặc biệt con giáp này chớ nên tham gia ban đầu tư mạo hiểm hay nghe theo lời rủ rê. Tình hình sức khỏe cũng có thể gặp phải những bất lợi nhất định, có hung tinh nhập mệnh, Nhâm Dần có thể bị va quẹt tai nạn, thương tổn thân thể. Tử vi tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3, tuổi Nhâm Dần chưa có nhiều sự đột phá trong công việc, cạnh tranh vẫn khá cao, bạn phải tự thân vận động và nỗ lực nhiều hơn, chứ không thể dựa dẫm vào bất cứ ai, đối thủ cũng có thể gây nhiều bất lợi, bạn nên chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống. Tháng này cũng sẽ đề cao sự dứt khoát, nếu có cơ hội phát triển, bạn chớ nên chần chừ, có như vậy mới không bỏ lỡ những cơ hội có lợi cho mình. Tử vi tháng 4 âm lịch. Vận trình của tuổi Nhâm Dần đã có nhiều sự tăng tiến hơn trong tháng 4 này, các dự án hợp tác đánh giá chất lượng đều gặp nhiều thuận lợi, mối quan hệ xã giao tốt đẹp đem đến cho bạn không ít cơ hội ngon ăn. Những người đang trong quá trình xin việc, tìm việc cũng sẽ nhận được sự quan tâm nâng đỡ của quý nhân, đạt được điều mình mong muốn. Tử vi tháng 5 âm lịch. Bạn vẫn giữ được phong độ phát triển từ tháng 4 trước đó, nhưng sẽ không còn suôn sẻ một bề như trước, bởi đối thủ cạnh tranh sẽ không dễ gì để bạn dễ dàng vượt mặt. Tháng này, tuổi Nhâm Dần có thể thấy cơ hội không còn chỉ dành riêng cho mình, điều này đòi hỏi bạn phải tăng tốc và nỗ lực nhiều hơn để không đánh mất lợi thế. Cũng trong tháng này, bạn có thể sẽ phát sinh thêm nhiều khoản chi tiêu ngoài dự tính, có thể là vấn đề liên quan tới gia đình hoặc các chi phí sinh hoạt. Tử vi tháng 6 âm lịch. Tuổi Nhâm Dần có thể vấp phải những biến động trong sự nghiệp, rất tiếc đều theo chiều hướng tiêu cực, công việc của bạn không quá suôn sẻ. Nguyên nhân cũng do cái tính bướng bỉnh và cứng đầu của bản mệnh gây ra, thậm chí bạn có thể gặp xích mích trong nội bộ, ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần làm việc. Tháng này sẽ không thích hợp để tiến hành các dự án không liên quan tới bất động sản, dễ bị thua lỗ do thị trường biến động hay bị tiểu nhân lừa lọc. Con giáp này vẫn có những cơ hội kiếm tiền trong tháng này, nhưng không quá rõ ràng. Nếu bạn chủ động tranh giành thì sẽ có phần thắng, nhưng cũng không nên bốc đồng hay bất chấp tất cả, kẻo được thì ít mà thua lỗ thì nhiều. Tử vi tháng 7 âm lịch. Không chỉ tình cảm, phương diện tài lộc cũng có thu hoạch nhất định. Sự uy tín đã giúp bạn tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường, giữ được nguồn khách hàng ổn định. Tuy nhiên, cạm bẫy và lừa đảo vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bạn vẫn nên tỉnh táo và sáng suốt khi đưa ra quyết định. Tử vi tháng 8 âm lịch. Nếu là người đang trong quá trình phấn đấu cho sự nghiệp cá nhân, chờ đợi một cơ hội để được thăng quan tiến chức, tháng này bạn có thể sẽ chiếm được ưu thế rõ ràng, rất có lợi cho đường tiến thân sau này. Các dự án đòi hỏi có sự hợp tác cũng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và tiến hành trôi chảy hơn trong tháng, hiệu suất nhiều khi vượt cả mong đợi của bạn.
tử vi tháng 9 âm lịch. Tuổi Nhâm Dần có thể khá đau đầu khi chưa tìm ra cách giải quyết cho những xích mích với đồng nghiệp trong tháng này. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của bạn. Hiệu suất cũng có thể vì thế mà sụt giảm. Nếu bạn không thể xử lý ổn thỏa, cấp trên có thể sẽ can thiệp và vấn đề sẽ không đơn giản như hiện tại đâu. Bù lại, tháng này mặt tâm lý của Nhâm Dần cũng trở nên vững vàng hơn, nhất là trong chuyện tình cảm cá nhân. Những tổn thương quá khứ không còn là nỗi dằn vặt với bạn, con giáp này càng thêm trân trọng cuộc sống của bản thân. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tuổi Nhâm Dần nên tăng cường học hỏi, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao chuyên môn của bản thân trong tháng này. Có như vậy, bạn mới không bỏ lỡ những cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Đôi khi cơ hội tới nhưng bản thân lại chưa đủ năng lực để đón nhận, cuối cùng bỏ lỡ rất đáng tiếc. Những người kinh doanh nên kiềm chế lòng tham và ham muốn của mình, đừng tham gia vào những lĩnh vực mình không chắc chắn. Đầu tư mạo hiểm có thể sẽ thu được món lợi không nhỏ, nhưng rủi ro kèm theo cũng lớn hơn rất nhiều. Tử vi tháng 11 âm lịch. Đây sẽ là một tháng có nhiều thu hoạch bất ngờ với tuổi Nhâm Dần, đặc biệt là ở phương diện tài chính. Bạn có nhiều cơ hội hợp tác với những khách hàng tiềm năng và phù hợp với chiến lược mà bạn muốn hướng tới. Hiệu quả công việc được nâng cao cũng sẽ kéo theo thu nhập khởi sắc. Nhưng dù có nhiều tiền đến đâu, bạn cũng không nên vội vàng dấn thân vào những dự án đầu tư mà bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm. Đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà mơ đạt được lợi nhuận cao. Trong khi bản thân không cần bỏ ra quá nhiều công sức, nếu không cẩn thận, bạn không chỉ có nguy cơ thua lỗ mà còn có thể vi phạm pháp luật, dẫn đến rắc rối không đáng có. Tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng này, Nhâm Dần có tâm lý muốn phản kháng, chống đối lại những quy định nghiêm ngặt tại nơi làm việc. Bạn cho rằng chúng đang kìm hãm sự phát triển của bản thân và bày tỏ thái độ rõ ràng. Bạn có thể để bạn ý kiến với cấp trên, nhưng cũng nên chú ý thái độ của bản thân, chớ nên vượt quyền. Lưu ý rằng, trong tháng này có hung tinh chiếu mệnh, bạn không nên chơi bài bạc đỏ đen hoặc tham gia đầu tư mạo hiểm, nếu không cũng sẽ gây ra những tổn thất nhất định. Tổng kết, tử vi tuổi Nhâm Dần 1962, nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024 như sau. Vẫn trên đà khởi sắc, 2024 sẽ là năm mà người tuổi Nhâm Dần gặt hái được khá nhiều thành công, cả ở trong sự nghiệp và tình yêu. Dù khó tránh khỏi một vài trở ngại khi các hung tinh xuất hiện, nhưng nhìn chung, đương số được quý nhân phù trợ, vượt qua khó khăn khá dễ dàng. Dưới đây là cách hóa giải những vận xui trong năm 2024 ở các phương diện. Về sức khỏe, trong năm cần chú ý tới phương diện sức khỏe nhiều hơn cả, bởi có dịch mã động tinh thôi thúc, bản mệnh thường xuyên phải đi xa, công tác, du lịch, đi học nâng cao, vân vân. Có sức khỏe là có tất cả, Nhâm Dần hãy luôn nhớ đến điều này trong năm tới nhé. Về công việc, có thể hùn hạp làm ăn với bạn bè hoặc tự mình khởi nghiệp. Một khi đã xác định được mục tiêu rõ ràng, hãy mạnh dạn thực hiện triệt để, đừng quá do dự kẻo lỡ thời cơ. Về tiền bạc, năm tài khí vượng, tiền kiếm được nhiều nhưng nếu không biết cách đầu tư sinh lời, e rằng dù kiếm được cũng chỉ như muối bỏ bể, đương số nên tìm hiểu một số kênh đầu tư khác ngoài công việc hiện tại. Về tình cảm, người độc thân nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, như thế mới dễ tìm được người ưng ý, nên hạ bớt cái tôi xuống thì tình duyên bớt trắc trở. Với các cặp vợ chồng đang có ý định sinh con năm 2024, có thể trưng thêm tượng voi trong phòng ngủ, dễ thu hút cát khí hơn. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, đối với một điều đang mong đợi, nếu đạt được chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc, nhưng nếu thất bại, hẳn là bạn sẽ thấy vô cùng đau khổ. Mức độ cảm nhận của niềm vui và thất bại luôn tương đương nhau. Có người cho rằng người có tiền luôn rất hạnh phúc, nhưng thực tế đây là một quan niệm sai lầm. Một người nghèo sẽ tìm được niềm vui chỉ với vài trăm đồng, nhưng khi có nhiều tiền rồi, anh ta sẽ phải tiêu gấp hàng chục lần mới thấy được niềm vui. Khi sở thích của bạn thay đổi, cảm nhận của bạn với mọi vật cũng sẽ thay đổi theo. Khi bạn càng nhiều tiền, giá trị đồng tiền sẽ càng giảm. Khi bạn đang đói, một miếng ăn nhỏ đã làm bạn hài lòng. Nhưng khi bạn no, bạn sẽ không còn thấy vị ngon của đồ ăn nữa. Người nhiều tiền, lo bị trộm bị cướp, nhà rộng lo quét dọn, ăn nhiều sợ béo, ăn ngon quá lại sợ chết. Chúng ta có thể thấy, người có tiền bây giờ toàn ăn những đồ như rau xanh, hoa quả, hạt ngũ cốc, uống nước rau dại, nước tiểu mạch, vân vân. Đây đều là những đồ ăn xưa kia của người nghèo hoặc động vật. Tôi bỗng nhớ câu chuyện, có một con cáo, nó nhìn thấy trong vườn có một cây nho chĩu quả, nó thèm lắm, nhưng tìm mãi không thấy đường vào. Nó bỗng phát hiện ra một lỗ thủng ở hàng rào, nhưng lỗ thủng lại nhỏ quá,
nó không thể chui vào trong được. Con cáo chờ ngoài hàng rào 6 ngày không ăn gì. Sau đó nó đã gầy hẳn đi và dễ dàng chui được vào trong vườn, và nó sung sướng thưởng thức những trái nho thơm chín mọng. Nhưng sau khi ăn rất no rồi, con cá phát hiện ra, với cái bụng to thế, nó sẽ không thể theo đường cũ ra ngoài được. Nó sẽ dễ dàng bị chủ vườn bắt, vì thế nó lại phải nhịn ăn 6 ngày. Lại một lần nữa nó gầy đi và có thể chui ra được khỏi hàng rào. Vậy là con cáo đã không gặt hái được gì. Sau những gì nó đã trải qua, thực ra, nếu chúng ta có cả thế giới này, thì chúng ta cũng vẫn chỉ ăn ngày 3 bữa, ngủ trên một chiếc giường mà thôi. Cho dù bạn có đến 100 chiếc giường, thì bạn cũng chỉ ngủ được trên một chiếc. Cho dù bạn có hàng nghìn đôi giày, bạn cũng chỉ đi được một đôi. Cho dù bạn có gọi hàng trăm món ăn, thì cuối cùng bạn ăn được bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ là đầy một cái dạ dày của mình mà thôi. Sự có mặt của mỗi người trong cuộc đời này là để thử nghiệm cuộc sống. Có thể họ sẽ khác nhau về tiền tài, địa vị, nhưng trải nghiệm về hạnh phúc niềm vui thì đều như nhau. Thế nhưng, niềm vui của người có tiền sẽ khá phức tạp, niềm vui của người nghèo đơn giản hơn rất nhiều. Đồng thời, người có đến mấy bạn trai bạn gái không chắc đã hạnh phúc bằng người chỉ chung thủy với một người mà thôi. Khi bạn vui vẻ, nỗi buồn sẽ phải đứng sang bên mà ngắm nhìn. Nhưng khi bạn đau khổ, niềm vui sẽ đến thật bất ngờ. Đến một ngày, bạn sẽ nhận ra rằng những giây phút vui, giây phút buồn sẽ luôn cân bằng nhau. Niềm vui và nỗi buồn có thể đến sớm với người này, đến muộn với người khác. Có người mất nó trước, có người mất nó sau, nhưng tổng thể nó là một lượng không đổi. Bạn đã từng vui thế nào, thì buồn bạn cũng sẽ nhận một lượng bằng như thế. Đến khi chết, mọi việc đều như nhau, cái chết sẽ làm cân bằng cuộc sống. Khi chết sẽ không còn phân biệt kẻ giàu người nghèo, không thể nói người giàu sẽ chết thoải mái hơn, còn người nghèo chết khổ hơn. Có người khi sống đạt được 10 phần, thì khi chết đi anh ta cũng sẽ mất đi 10 phần. 10 phần đó là phần đau khổ, đây là điều công bằng, tuyệt đối. Có người đạt được 3 phần, có người đạt được 7 phần, có người có trước, người có sau, có người không có được gì, người có trước, có khi bị mất đi trước, người có sau sẽ mất đi sau, người không có sẽ không bị mất, tổng số sẽ luôn không đổi. Vì thế, sống trên đời, không nên tính toán quá, không cần phải cố ý bận tâm, hãy cứ vui, cứ cố gắng trải nghiệm hết cuộc đời này để không phải hối tiếc. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.